hiện nay trên thị trường sữa rửa mặt Senka Perfect Whip của thương hiệu Senka Nhật Bản luôn đứng trong top các loại sữa rửa mặt bán chạy trên thị trường. Bên cạnh những đánh giá tích cực về chất lượng và hiệu quả sử dụng của sản phẩm thì có không ít ý kiến sữa rửa mặt Senka gây khô da. Hiệu quả làm sạch không tốt, vậy thực tế, sữa rửa mặt Senka có tốt không, có nên dùng sữa rửa mặt Senka không, nên chọn sữa rửa mặt loại nào phù hợp với làn da của mình nhất, các bạn hãy tham khảo bài viết dưới đây để có đánh giá khách quan nhất nhé. Thông tin về thương hiệu Senka Shiseido. Senka Shiseido là thương hiệu đến từ công ty Shiseido Group Nhật Bản. Thương hiệu này không chỉ được đông đảo khách hàng ở Nhật chọn lựa mà còn lan rộng ra thị trường thế giới, trong đó có Việt Nam. Mỹ phẩm Senka Shiseido tập trung vào những dòng chăm sóc da với mức giá phù hợp với người tiêu dùng. Nhờ mức giá vừa phải cộng với chất lượng hoàn hảo nên Senka Shiseido trong suốt 7 năm liền từ 2008 đến 2015 đã trở thành đơn vị nhận được nhiều danh hiệu yêu thích ở Nhật. Ngoài ra từ năm 2015 đến nay thì Senka cũng đã nhiều lần được vinh danh về chất lượng sản phẩm. Dòng sữa rửa mặt Senka Perfect Whip chính là một trong những cái tên làm nên thương hiệu cho Senka Shiseido. Sản phẩm được đánh giá cao về độ pH thích hợp cho da và hương hoa dịu nhẹ, khả năng tạo bọt mịn, vì vậy nhu cầu chọn mua sản phẩm của Senka ngày càng tăng cao. Trong tương lai thì Senka cũng sẽ tiếp tục hứa hẹn cho ra đời nhiều sản phẩm chất lượng đáp ứng tối đa nhu cầu khách hàng. Chọn mua mỹ phẩm Senka Shiseido chính là bí quyết chăm sóc làn da thông minh hiệu quả cho bạn. Review các dòng sữa rửa mặt Perfect Whip có tốt không? Để giúp bạn biết rõ các dòng sữa rửa mặt Shiseido Senka Perfect Whip có tốt không, chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua một vài sản phẩm sau đây. 1. Senka Perfect Whip Acne Care, sữa rửa mặt trị mụn. Sữa rửa mặt Perfect Whip màu xanh cho da dầu mụn được nhiều người chọn lựa. Sản phẩm mang đến ưu điểm quan trọng trong việc giảm nhờn, cải thiện mụn, tạo làn da mịn màng tươi trẻ. Có rất nhiều phản hồi tích cực của khách hàng về dòng sữa rửa mặt này. Về thiết kế, sản phẩm từ thiết nhựa với thân màu xanh ngọc đẹp mắt và nắp bật với màu trắng nhẹ nhàng. Mặt trước của sản phẩm có in đầy đủ thông tin sản phẩm, còn mặt sau chính là thành phần. Sản phẩm có dạng sữa đặc và màu trắng đục. Thành phần sữa rửa mặt Senka trị mụn chiết xuất hoa cúc Kyoto Nhật là dược liệu cổ truyền của Nhật. Tác dụng chính là chống vi khuẩn và kháng viêm hiệu quả. Salicylic acid, thuốc nhóm BHA với công dụng loại bỏ nhanh tế bào chết và ngăn mụn do bí lỗ chân lông. Đồng thời còn loại bỏ dầu thừa giúp kích thích tế bào mới tạo làn da mịn màng, ngoài ra còn có nhiều thành phần quan trọng khác tạo nên. Cảm nhận khi dùng sữa rửa mặt Perfect Whip xanh tạo bọt nhiều, cảm giác sạch sâu, mịn màng khi sử dụng nghe mùi rất dịu giúp cho da không khô mềm mịn. Chỉ dùng khoảng 5 tuần là mụn đã được cải thiện, vết thâm viêm cũng được giảm thiểu đáng kể. Đối tượng sử dụng những ai có làn da dầu và mụn nên dùng Senka Perfect Whip Acne Care. Mức giá, dung tích 120ml có giá 90.000 đồng. 2. Sữa rửa mặt Senka Perfect Whip màu xanh dương. Senka Perfect Whip mới màu xanh dương là sản phẩm mới của hãng. Sản phẩm được đánh giá cao về ưu điểm làm sạch sâu và đồng thời còn giữ ẩm cho da hiệu quả. Nhờ thiết kế nhỏ gọn nên bạn cũng tiện lợi khi mang theo bên mình và sử dụng. Thiết kế dạng tuyết nhựa với nắp bật tiện lợi chống tràn. Ngoài ra nhờ trọng lượng nhẹ, nhỏ nhắn nên thích hợp mang theo sử dụng khi ra ngoài. Thành phần, bên trong sữa rửa mặt Senka xanh có chứa những thành phần cần thiết, đồng thời bổ sung hoạt chất Seretin. Đây chính là hoạt chất tạo lớp màng để bảo vệ cũng như giữ độ ẩm cho da, từ đó giúp da mềm mịn tự nhiên hơn. Cảm nhận khi sử dụng sữa rửa mặt Perfect, cảm giác tiện lợi khi dùng và mang theo, chỉ cần bóp nhẹ là đủ bọt cần dùng. Nhờ lớp bọt siêu mịn nên cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái khi dùng, sau khi rửa xong sẽ thấy làn da sạch vô cùng và ở vùng cánh mũi không còn bã nhờn nữa. Chỉ dùng 2 tuần thì làn da đã trở nên mịn màng, láng sạch, đối tượng phù hợp những bạn có làn da thường hoặc da ít vấn đề nên sử dụng Senka Perfect Whip mới, màu xanh dương. Mức giá, với dung tích 120ml sẽ có giá 80.000 đồng. 3. Sữa rửa mặt Senka Perfect Whip Collagen In cho da khô, lão hóa, màu hồng. Dòng Senka Perfect Whip Collagen In là dòng sữa rửa mặt dưỡng ẩm cho da khô và lão hóa, sản phẩm giúp tăng độ đàn hồi da. Cải thiện nếp nhăn, ngừa lão hóa, làm sạch da thông minh, có rất nhiều phản hồi tích cực về việc chăm sóc da, làm da mịn màng tươi trẻ khi dùng sữa rửa mặt này của Senka. Thiết kế sữa rửa mặt Perfect Whip màu hồng, nữ tính với tuyết nhựa màu hồng ngọt ngào, mặt trước có in đầy đủ tên sản phẩm còn mặt sau chính là thành phần. Dạng kem đặc với màu trắng đục cùng hương thơm nhẹ nhàng, thành phần, bên cạnh những thành phần chung trong sữa rửa mặt Senka Perfect Whip thì còn có những hoạt chất như sau.
collagen, tăng độ đàn hồi, giúp cho làn da thêm phần săn chắc căng mịn, hơn nữa còn làm mờ vết nhăn và ngăn tình trạng lão hóa da hiệu quả. Stearic acid và myristic acid là hàng rào bảo vệ da cũng như duy trì độ ẩm cho da PEG 8, làm mềm da và giúp các dưỡng chất thấm sâu vào bên trong da. Cảm nhận khi sử dụng sữa rửa mặt Perfect Whip Hồng, khả năng tạo bọt cực nhiều cực thích, rửa xong chúng ta sẽ thấy da sạch nhưng không hề bị khô. Khả năng dưỡng ẩm cao, cảm giác da mềm hơn nhiều, đối tượng phù hợp những ai sở hữu da khô, da lão hóa hoặc da dầu. Da thường cũng có thể sử dụng sữa rửa mặt này của Senka, mức giá, dung tích 150ml sẽ có giá 99.000 đồng. 4. Dòng sữa rửa mặt Senka Perfect White Clay, sữa rửa mặt cho da dầu. Cuối cùng, dòng Senka Perfect White Clay cũng là sữa rửa mặt được đông đảo tín đồ Senka chọn lựa. Sản phẩm không chỉ giúp làm sạch da nhẹ nhàng hiệu quả mà còn mang lại vẻ mịn màng tươi trẻ cho da. Bạn sẽ nhanh chóng có được làn da đẹp rạng rỡ như mong muốn. Em này có thiết kế dạng tuyết nhựa màu trắng tinh khôi. Mặt trước in tên sản phẩm, mặt sau chính là thành phần thiết kế của sữa rửa mặt với dạng kem đặc và có màu trắng. Thành phần sữa rửa mặt Senka Perfect Whip White Clay, ngoài những thành phần có bên trong dòng Senka Perfect Whip thì còn có thêm đất sét trắng White Clay. Thành phần này giúp loại bỏ bã nhờn, bụi bẩn sâu trong lỗ chân lông, đồng thời tẩy tế bào chết, kiểm soát dầu thông minh và se khít lỗ chân lông vô cùng hiệu quả. Tuy nhiên, có chứa cồn và hương liệu nên với bạn nào có da nhạy cảm hoặc da mụn cũng cần phải lưu ý cảm nhận khi dùng sữa rửa mặt Perfect Whip Clay. Khả năng tạo bọt cực kỳ nhiều, đặc biệt khi chúng ta kết hợp cùng cố tạo bọt nên khi rửa sẽ thấy rất thít. Sau khi dùng xong bạn sẽ thấy da hơi căng nhưng sau đó trở về ẩm mượt bình thường, dùng xong bạn sẽ thấy sản phẩm vừa làm sạch bụi nhờn lại vừa giúp da ẩm mịn hơn, hiệu quả kiềm dầu cực tốt. Nhưng có một vài bạn chia sẻ rằng dù thích khả năng làm sạch, dưỡng ẩm nhưng mùi hơi nồng, đối tượng sử dụng sữa rửa mặt Perfect White Clay phù hợp với mọi loại da, đặc biệt là da dầu nhờn. Mức giá, với dung tích 120ml có giá 76.000 đồng, phân biệt sữa rửa mặt Shiseido Senka Perfect Whip thật giả, vì dòng sữa rửa mặt Senka Perfect Whip được nhiều tín đồ yêu thích chọn lựa. Thế nên hiện nay trên thị trường xuất hiện những đơn vị cung cấp hàng giả có chất lượng kém, vì vậy nếu như chị em không biết cách phân biệt thì có thể sẽ mua phải sữa rửa mặt của Senka là hàng giả chất lượng kém. Sản phẩm chất lượng kém sẽ gây ảnh hưởng xấu đến làn da, như là tình trạng kích ứng, làm nổi mụn hoặc đặc biệt là còn gây ung thư da. Vì vậy chị em cần lưu ý một số những điểm dưới đây để mua được sữa rửa mặt dòng Senka Perfect Whip chất lượng. Một, chú ý đến tem dán sữa rửa mặt Perfect Whip. Đặc điểm đơn giản đầu tiên để bạn nhận ra sản phẩm Senka Perfect Whip hàng thật đó là tem dán. Với hàng thật thì tem dán chuẩn, dán ngay ngắn và phần tuyết sản phẩm khi nhìn sẽ thấy hơi móp. Đối với hàng giả thì tem dán không chuẩn, có rất là nhiều chữ và nhìn không có sự tinh tế, không đẹp như hàng thật. Đối với tuyết sản phẩm hơi to và phình ra nhiều so với hàng thật. 2. Chú ý đến dòng chữ in chìm tại mặt sau của sữa rửa mặt. Tiếp theo thì dòng chữ được in chìm ở mặt sau sữa rửa mặt Senka Perfect Whip cũng sẽ giúp bạn phân biệt được hàng thật và giả. Với hàng thật chính hãng thì dòng chữ sẽ có 6 ký tự bao gồm số và chữ cái và được in ở đầu mặt sau, còn với sữa rửa mặt giả thì dòng chữ cũng in số nhưng chúng chỉ có 5 ký tự mà thôi. Và chú ý đến kết cấu của chất sữa rửa mặt Perfect. Cuối cùng, với sữa rửa mặt hàng thật thì kết cấu sữa sẽ đặc hơn và độ dính sẽ cao hơn. Nhưng đối với Senka Perfect Whip giả thì kết cấu sữa bạn sẽ thấy loãng hơn, đồng thời cũng thiếu sự kết dính hơn. Sữa rửa mặt Senka mua, bán chính hãng ở đâu? Như đã nói, hiện nay trên thị trường đã có xuất hiện dòng sữa rửa mặt Nhật Bản Senka Perfect Whip hàng giả. Vậy nên bạn cần lưu ý tìm địa chỉ cung cấp sản phẩm chính hãng. Bí quyết dành cho bạn đó là mua ở những trang thương mại điện tử lớn như là Shopee, Lazada, Sendo. Bạn sẽ được mua sản phẩm với giá tốt, có đầy đủ giấy tờ bảo hành, giấy tờ chứng minh hàng chính hãng. Ngoài ra tại đây sẽ có đa dạng các sản phẩm để bạn chọn lựa cho phù hợp với nhu cầu. Các trang thương mại điện tử cũng sẽ đưa ra nhiều chính sách ưu đãi, giảm giá và miễn phí vận chuyển. Điều này vô cùng tuyệt vời khi chọn mua mỹ phẩm, đúng không nào? Trong chia sẻ ở trên, chúng tôi đã cung cấp cùng bạn toàn bộ thông tin liên quan đến dòng sữa rửa mặt Senka Perfect Whip. Chúc bạn có thêm kinh nghiệm để chọn mua sản phẩm và chăm sóc làn da ngày càng mịn màng tươi trẻ. Sản phẩm đang có giá bán 105.000 đồng, link mua sản phẩm mình để ở mô tả và dưới bình luận. Nếu bạn quan tâm có thể click xem và đặt mua nhé. Đợt này sản phẩm đang được giảm giá rất sâu. Hãy nhanh tay đăng ký sớm nhé.